Đây là hai mẫu xe điện của nhà sản xuất ô tô mới nổi của Việt Nam, VinFast. Không ai biết nhiều thông tin về VinFast. Chi nhánh ô tô của công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam, Vingroup, kể từ khi hãng này trình làng một chiếc ô tô và một chiếc SUV tại Paris Auto Show 2018. Mỗi chiếc đều được Pininfarina thiết kế lại BMW 5 Series thế hệ F10 và nền tảng cho BMW X5 thế hệ F15. Tôi chú ý vì công ty cũng đã công bố kế hoạch mở rộng sang Bắc Mỹ với một hoặc hai chiếc ô tô điện của VinFast. Tại hội nghị di chuyển mục America gần đây ở Austin, Texas, giám đốc dịch vụ của VinFast, Greg Westbrook, đã làm sáng tỏ những kế hoạch đó một cách chi tiết hơn. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ những kế hoạch mà ông ấy đã trình bày. Nhưng vì Westbrook và VinFast đã bỏ qua việc trả lời bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào của tôi, thông tin cập nhật về VinFast trong những năm kể từ khi ra mắt tại Paris. Công ty đã tiếp quản nhà máy lắp ráp của GM tại Hà Nội để sử dụng cho việc chế tạo chiếc xe thành phố Fading, một thiết kế được cấp phép dựa trên biến thể Opel Kadett của chiếc xe V-Spark của tôi. Công ty cũng đã xây dựng một cơ sở rộng 1,3 dặm vuông tại Cát Hải, miền Bắc Việt Nam để sản xuất ô tô, xe máy và các bộ phận tự động hóa 90% với công suất sản xuất 250.000 ô tô và 500.000 xe máy điện mỗi năm. Những chiếc xe điện của VinFast đã đến ranh giới California. Dòng xe SUV điện của công ty hiện bao gồm VFE34, VFE35 và VFE36 sắp ra mắt, có kích thước cho các hạng C, D và E. Hai thiết bị sau dự kiến sẽ dẫn đầu việc mở rộng công ty sang Bắc Mỹ, bắt đầu ở California, thân thiện với điện tử vào giữa năm 2022. VFE35 có kích thước gần bằng một chiếc Tesla Model Y và giống như chiếc xe tiêu chuẩn đó, nó có lựa chọn một hoặc hai động cơ, mỗi động cơ tạo ra 201 mã lực và mô men xoắn. Phạm vi lái xe ước tính là 250 dặm. Chiếc xe 7 chỗ lớn hơn được cho là có kích thước tương đương với Chevy Traverse, Hyundai Palisade hoặc Kia Telluride, mặc dù trong cả hai trường hợp, trục cơ sở của SUV VinFast đều dài hơn các xe tương đương. Hai động cơ là tiêu chuẩn, sử dụng các động cơ giống nhau, và một bộ pin 106 kWh được cho là cung cấp 341 dặm phạm vi WLTP, có thể là 280 đến 300 dặm theo tiêu chuẩn của EPA. Thẩm mỹ thiết kế nội thất đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chủ nghĩa tối giản lấy màn hình làm trung tâm của Tesla. Chiếc xe hơi và SUV dựa trên BMW đang được sản xuất với tên gọi lần lượt là Lux A2.0 và Lux A2.0, và một phiên bản sang trọng của chiếc sau này được gọi là President đã được tung ra thị trường. Được trang bị động cơ V8 6,2 lít do GM cung cấp. VinFast cũng đã mua khu chứng minh lang lang của GM tại Australia và tung ra hàng loạt xe máy điện, xe máy, SUV và thậm chí cả xe buýt. Cho thuê pin, mục tiêu đã nêu của VinFast là xóa bỏ các rào cản thực tế hoặc nhận thức đối với quyền sở hữu xe điện và thương hiệu tin rằng mối quan tâm về thời lượng pin dài hạn là một trở ngại lớn đối với khách hàng. Vì vậy, VinFast sẽ đưa ra phương án cho thuê pin nhằm giảm giá mua xe và loại bỏ rủi ro thay pin tốn kém. VinFast hứa hẹn sẽ thay thế bất kỳ gói pin nào giảm xuống dưới 70% dung lượng lưu trữ ban đầu. Các điều khoản và điều kiện chính xác vẫn chưa được thông báo. Tất cả các công ty xe điện tuyệt vời đều là ảo, và VinFast sẽ hướng tới việc sắp xếp tất cả các chuyến lái thử và mua hàng bằng kỹ thuật số với những chiếc xe được giao cho khách hàng. Dịch vụ cũng sẽ được thực hiện bằng kỹ thuật số, bằng cách chẩn đoán và cập nhật qua mạng thông qua hỗ trợ bên đường. Hoặc xe tải được trang bị đầy đủ đến bảo dưỡng xe tại nhà hoặc cơ sở kinh doanh của khách hàng, hoặc bằng cách vận chuyển xe đến trung tâm dịch vụ. VinFast dự đoán 95% dịch vụ có thể được thực hiện từ xa, 5% còn lại là các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa yêu cầu nâng gầm. VinFast thậm chí còn hình dung một cách tiếp cận dựa trên ứng dụng để sắp xếp lắp đặt bộ sạc treo tường 11,5 kW của mình. Trong đó, khách hàng tải lên các bức ảnh về vị trí lắp đặt được yêu cầu và những bức ảnh này được sử dụng để cung cấp báo giá và đặt nhà thầu. Có phải công ty đang tiến hành thẩm định và thử nghiệm những chiếc xe của mình ở nhiệt độ cực thấp ở phía bắc Minnesota? Có phải thời tiết nắng nóng sẽ thử nghiệm chúng ở Arizona bằng cách kéo hàng lên đập Davis không? Nếu bằng một phép màu nào đó, VinFast cố gắng ra mắt những chiếc SUV điện tử của mình tại California vào năm 2022.
chia sẻ hữu ích nhé.